Chào Kem, bây giờ thầy hướng dẫn Kem học cái bài bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn nhé. Thế công việc đầu tiên là chúng ta đưa ra cái định nghĩa thế nào là bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Trước tiên là ta xét về cái bất phương trình này, tức là thì cái tắt đấy là bất phương trình bậc nhất một ẩn đấy. thì tất cả những cái bất phương trình nó có cái dạng là ax cộng b lớn hơn hoặc bằng không này, hay là ax cộng b lớn hơn không này, hay là ax cộng b nhỏ hơn hoặc bằng không này, hay là ax cộng b nhỏ hơn không này. Trong đó a b là các cái hằng số nào đó, chứ còn x là một cái ẩn số ta đang cần tìm nhé, thì ta gọi chúng là những cái bất phương trình bậc nhất một ẩn nhé. Nhớ cho thầy nữa là điều kiện là a ở đây phải gì? À, các không thì được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. Ok chưa? Bất phương trình bậc nhất một ẩn là tất cả những cái mà dạng ax cộng b lớn hơn không, hay ax cộng b lớn hơn không, hay là có thể là nhỏ hơn bằng không hay nhỏ hơn không nhá. Điều kiện là a phải lớn không. Để giải thích cái tên này, bậc nhất là vì đây là x là mũ 1 nhá. Một ẩn ở đây chỉ có một cái ẩn x thôi. Còn a hiển nhiên là phải khác không, vì nếu a và bằng không ấy, thì chúng ta sẽ có là không nhân với x cộng với b của không, vậy thì không còn x nữa, không còn x thì đâu còn ẩn x để mà tìm, phải không? Nên điều kiện a khác không là vì vậy. Thế nên ví dụ này, cái này cũng khá là đơn giản thôi. Ví dụ như 2x cộng 5 lớn hơn bằng 0 thì đây là một cái bất phương trình nhé. Trừ 3x cộng 4 nhỏ hơn 0 thì đây cũng là một cái bất phương trình bậc nhất một ẩn. Đấy, thế nhưng mà cái này em này, 4 chia cho x cộng với 5 nhỏ hơn 0 thì đây không phải là bất phương trình bậc nhất một ẩn đâu. Một ẩn thì đúng rồi nhưng nó không phải là bậc nhất em nhé. Vì nếu mà viết lại thành dạng đa thức thì chúng ta sẽ là x mũ 1 trên x, tức là x mũ trừ 1 thôi. Đấy, không phải là bậc nhất, nhớ chưa thầy? Thế còn hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn là gì? À, em hiểu đơn giản này này. Chúng ta có một cái bất phương trình đơn lẻ, nhưng bây giờ nếu chúng ta gộp lại nhiều bất phương trình thì đấy là được một cái hệ. Nhiều đây có thể là 2 hay 3 hay 4 vân vân nhé. Tức là ax gì cộng b lớn hơn hoặc bằng 0 này. Thế rồi lại có một cái bất phương trình khác nữa, cx cộng d lớn hơn hoặc bằng 0 này, hay là lại có cái eax cộng với f nhỏ hơn 0 này, vân vân. Đấy, như vậy là x của chúng ta vừa thỏa mãn bất phương trình bậc nhất này, vừa thỏa mãn bất phương trình bậc nhất này, lại vừa thỏa mãn bất phương trình này nữa, tức là thỏa mãn đồng thời tất cả các cái bất phương trình này, thì ta gọi nó là hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn. Thế thôi. Và trong các cái bài toán ở phổ thông thì thông thường ta cũng chỉ xét đến hệ gồm hai cái bất phương trình, đấy là thông thường nhé. Như vậy là cái việc giải bất phương trình hay là giải hệ bất phương trình là đi tìm x sao cho ax cộng b lớn hơn hoặc bằng không, hay là đi tìm x sao cho x nó thỏa mãn tất cả những cái này, đúng không nào? Ta sang đến cái phần hai nhỏ này, ta xét đến những cái bất phương trình và hệ bất phương trình không chứa thẳng số. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn, bậc nhất một ẩn nhưng mà không chứa tham số. Tức là AB là các cái hằng số, các con số cụ thể. Thế để giải cái bất phương trình bậc nhất thì em chỉ cần lưu ý thầy thế này thôi. Ví dụ số 1 này, ta giải cái phương trình 2x cộng 5 lớn hơn hoặc bằng 0. Bất phương trình này có tập xác định là D bằng R rồi. Tất cả các giá trị của x thuộc số thực R đều làm cho phép toán này là có nghĩa. Nó chỉ có nghĩa thôi, có nghĩa có nghĩa có thể tính được thôi em nhé, chứ không phải là nghiệm nhé. Em nhớ cho thầy ấy, ở trong cái phần học về đại cương về phương trình thì đã nói rõ thế nào là tập xác định và thế nào là tập nghiệm nhé. Thế thì cái bất phương trình của chúng ta lúc này nó sẽ tương đương với gì? 2x lớn hơn hoặc bằng gì? Trừ 5. Hay tương đương với gì? X lớn hơn bằng trừ 5 phần 2. Chúng ta đã làm cái động tác chia cả hai vế cho 2 là một số dương thì dấu của bất phương trình không đổi.
Vậy thì em sẽ suy ra tổng nghiệm f bằng gì? Tất cả x lớn bằng trừ 5 phần 2, ta biết là trừ 5 phần 2 cho đến gì? Cộng vô cùng là nghiệm. Để lấy cái ví dụ thứ hai này. Giải cái bất phương trình là trừ 3x cộng 4 nhỏ hơn 0. Rõ ràng đây là một cái bất phương trình bậc nhất. Một ảnh. Đấy, với cái hệ số A bằng trừ gì? Trừ 3 này. B ở đây em hiểu kiểu là 4 này. Thế ta giải nó như thế nào? Tập xác định gần D bằng R rồi. Đối với cái dạng này thì tập xác định luôn là D bằng R, cho nên là nhiều tác giả họ còn không viết cái tập xác định vì nó hầu như không ảnh hưởng gì đến kết quả nhé. Không phải là hầu như mà là nó chắc chắn không ảnh hưởng gì đến kết quả. Thì cái bất phương trình của chúng ta sẽ tương đương với trừ 3 x nhỏ hơn, ta chuyển 4 sang vế phải thì phải đổi dấu thành trừ 4. Bây giờ muốn tìm ra cái x thì ta phải chia cả hai vế cho trừ gì? Chia cả hai vế cho trừ 3. Nhớ lại cho thầy đây, chia cả hai vế của bất phương trình cho một cái số âm thì dấu của nó phải đổi nhá. Vậy đang là nhỏ hơn thì thành lớn hơn trừ 4 trên trừ gì? Trừ 3. Hay viết lại thành x lớn hơn gì? 4 phần 3. Vậy đến đây em sẽ được tổng nghiệm S bằng gì? Tất cả những cái x mà lớn hơn 4 phần 3 đều thỏa mãn thì ta lấy 4 phần 3 cho đến cộng vô gì? Cộng vô cùng. Nhớ là ở đây phải ngoặc nhọn vì chúng ta không lấy 4 phần 3. Đấy là những cái ví dụ về bất phương trình không chứa tham số. Thế còn hệ bất phương trình thì sao? Chúng quan sát qua cái ví dụ số 3. Thế lại giả sử như chúng ta có cái hệ gồm có hai cái bất phương trình là x trừ đi 3 lớn hơn hoặc bằng 0, 2x trừ 7 nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0. Thế giải hệ bất phương trình có nghĩa là chúng ta đi tìm tất cả những x mà thỏa mãn cả cái bất phương trình trên này lẫn bất phương trình dưới. Thì cái hệ này của chúng ta sẽ tương đương với x lớn hơn hoặc bằng gì? 3, và cái dưới sẽ là x nhỏ hơn hoặc bằng, xin lỗi, nhỏ hơn thôi, 7 phần gì? 7 phần 2. Đấy, muốn tìm nghiệm của cái bất phương trình này, hệ bất phương trình này, chúng ta lấy nghiệm của nó bằng cách là cái áp ra cái trục số nhá. Trục thứ nhất thể hiện nghiệm của cái bất phương trình 1, x lớn hơn bằng 3, 1, 2, 3. Đấy, lấy cả 3 nữa cho nên ta dùng một vuông. Vậy thì những cái nhỏ hơn 3 chúng ta loại, ta gạch đi như này, ám chỉ là loại, đây là 3. Ta biểu thị cái nghiệm của bất phương trình thứ hai, nó cũng là một cái trục số. Nếu đây là gốc của nó thì tương ứng với nó ta gióng thẳng số, cũng là gốc của cái trục số thứ hai. Nó phải chung chung gốc em nhé. Và cái tỷ lệ là phải tương ứng với nhau, tức là tương bằng nhau. 7 phần 2 thì 7 phần 2 là cỡ hơn 3 chút. Xin lỗi, cái 7 phần 2 được đúng là 3,5, tức là nhỏ hơn 3,5 nhé. Thì 7 phần 2 sẽ phải vượt trên cái 3 lần. Đấy, nhỏ hơn 7 phần 2 có nghĩa là ta dùng hoặc nhọn vì không lấy 7 phần 2. Tất cả những cái nhỏ 7 phần 2 ta giữ nguyên và lớn hơn 7 phần 3 ta gạch đi. Đấy, thế thì nhìn vào hai cái trục số này em nhận thấy là những cái x mà vừa lớn hơn 3, lớn hơn bằng 3, vừa nhỏ hơn 7 phần 2 sẽ thỏa mãn đồng thời cả hai, phải không nào? Thì chúng ta sẽ suy ra tập F bằng gì? Từ 3 cho đến 7 phần 2. Yeah, rất đơn giản đúng không? Thôi thầy làm thêm một cái ví dụ nữa để cho các em nắm cho nó vững này. Ví dụ số 4. Là xét cái hệ trừ 2x cộng với 3 lớn hơn hoặc bằng 0, 4x trừ 6 nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn 0. Thế ta lại giải nó này. Bất phương trình sẽ tương đương với trừ 2x lớn hơn bằng gì? Trừ 3, 4x nhỏ hơn gì? 6. Hay tương đương với, ta chia cả hai cái của cái này cho trừ 2 thì x sẽ lớn bằng gì? Trừ 2, trừ 3 trên trừ 2. À xin lỗi, nó phải đổi dấu em nhé. Chia cả hai cái cho trừ 2 thì phải đổi dấu bất đẳng thức. Trừ 3 trên trừ 2 tức là 3 phần 2. À còn cái dưới, x gì? Nhỏ hơn gì? 6 trên 4 tức là 3 phần 2. Nhớ là ở cái bất phương trình dưới này này, chúng ta chia cả hai vế cho 4 là một số dương nên dấu của nó không đổi. Đây là nhỏ hơn thì đây cũng là nhỏ hơn. À, đến đây thì ta có thể nhìn ra cái tổng nghiệm một cách rất dễ dàng, bằng suy ra x phải gì? Nhỏ hơn 3 phần 2. Hay là ta viết tổng nghiệm F bằng gì? 3 phần 2 cho đến tổng cộng.
Đấy. Nhớ cho thầy là trong cái trường hợp mà các kinh nghiệm của nó khó xác định quá, tức là khó kết hợp với nhau quá, thì chúng ta vẽ trục số ra thì bằng hình ảnh nó trực quan hơn, giúp chúng ta dễ nhìn hơn. Đấy. Còn những cái trường hợp nó dễ như thế này thì cũng không cần thiết phải vẽ ra cái trục số nữa. Thầy lấy thêm một cái ví dụ nữa nhé. Ví dụ số 5 này, trừ 3x cộng 8 nhỏ hơn 0, 4x cộng 7 lớn hơn hoặc bằng 0. Đó, ví dụ như vậy, thì chúng ta lại giải này. Bất phương trình của ta sẽ tương đương với trừ 3x nhỏ hơn gì? Trừ 8, 4x thì lớn hơn hoặc bằng trừ 7. Đây tương đương với này. Chúng ta chia cả hai vế của cái bất phương trình trên cho trừ 3 thì dấu của nó phải lộn ngược trở lại, đúng không? Ta sẽ được x lớn hơn gì? Trừ 8 trên trừ 3, tức là 8 phần 3. Đấy. Cái dưới này, x sẽ gì? Chia cả hai vế cho 4, x sẽ lớn hơn gì? Trừ 7 phần 4. Thế nhìn vào đây thì em suy ra được ngay là x phải lớn hơn 8 phần gì? 8 phần 3. Thế sao? X vừa lớn hơn 8 phần 3, vừa phải đồng thời cũng phải lớn hơn trừ 7 phần 4, thì suy ra là chỉ có những cái x mà lớn hơn 8 phần 3 nó phải thỏa mãn đồng thời cả hai, đúng không? Thì chúng ta cũng trong trường hợp này nó dễ quá thì chúng ta cũng không cần phải vẽ cái trục số đó làm gì cả. Nên là kết luận là F, tức là tập nghiệm của nó sẽ là 8 phần 3 cho đến cộng 4, cộng vô cùng. Em có thể viết ở dạng này, x lớn 8 phần 3 này cũng được, hoặc viết F bằng 8 phần 3 đến cộng vô cùng cũng vậy. Nhá. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái phần định nghĩa thế nào là bất phương trình, thế nào là hệ bất phương trình, và chúng ta đã luyện giải một số cái bất phương trình và hệ bất phương trình có bất phương trình bất ẩn mà không chứa cái tham số. Thế thì tiếp theo bước vào phần thứ hai, thầy sẽ hướng dẫn các em cái nội dung khó hơn, đấy là giải và biện luận những cái bất phương trình mà chứa tham số, và đó mới là những cái bài mà hay có trong các đề thi. Còn những cái bài như thế này thì nó đơn giản quá, đây chỉ là một cái bước khởi động thôi nhé. Em hãy cố gắng theo dõi các cái video tiếp theo. Thầy lưu ý này, để tham khảo đầy đủ các cái bài giảng của thầy về cái chương bất phương trình, hệ bất phương trình cũng như là nhiều cái chuyên đề khác ấy, thì em hãy truy cập vào cái website có địa chỉ là Nguyễn Văn Tây School.blog. Gặp lại em ở cái phần thứ hai của bài học này.